Giờ mình làm cái tốt nó lên, bây giờ kia tốt nó lên á, giống như em trồng hoa vậy. Nếu như mà mình đi theo cái đạo mà đạo nhân văn á, là không cần diệt cỏ mà chỉ cần trồng hoa thôi. Tức là mỗi ngày em cứ làm cái đẹp, em làm cái tốt, em làm cái gì đó cho xã hội cho thiệt là tốt, thì tự nhiên cái xấu á lần lần nó tự nó biến, nó không có chỗ ở.